Đó, vẽ như vậy là đã gần xong được cái phần ở bên trái rồi. Mình ta bắt đầu qua vẽ qua con chim ở bên bên tay phải. À, trước khi mà đi qua con chim tay phải, chúng ta cho thêm một vài cái bóng màu màu cam ở cái lồng ngực của con chim này. Con chim này ở chỗ ngực nó có một tí màu cam chứ không phải là nó hoàn toàn nó màu vàng. Đó, thế là đủ rồi. Rồi vì chúng ta bắt đầu qua vẽ con chim thứ hai. Vẽ sang con chim thứ hai chúng ta cũng vẽ y như vậy. Cũng là con chim có mang rất là nhiều lông màu vàng như thế này. Lông màu xám ở phía dưới bụng. Có tí màu cam ở phía dưới cổ cũng giống y như cái anh thứ nhất hồi nãy. Và bắt đầu chuyển qua màu xám rồi tới màu đen. Ở cái phía trên đầu. Thế nhưng mà cái mỏ của nó thì vẫn lại màu vàng. Như kiểu nói hồi nãy là chúng ta sẽ cho cái con chim thứ hai nó ngậm một con trùng hay là con cào cào, con châu chấu hay là con giun gì đó để mà nó đang tính chia cho cái con thứ nhất. Tức là chim nó cũng có cái hay cái chỗ là trong cùng một cái đàn, hễ mà một con mà tìm được những cái mồi thì nó mang về nó chia sẻ cho những con khác. Rồi về đến cái cánh đấy, chúng ta vẽ xong con thứ nhất thì vẽ xong tới con thứ hai chúng ta vẽ có thể là nhanh hơn, bởi vì cái tay nó đang quen rồi. Vì thấy hễ mình làm cái gì một lần thì sang lần thứ hai chúng ta làm nhanh hơn, đúng không ạ? Bất cứ chuyện gì, từ chuyện làm việc hàng ngày cho đến chuyện vẽ vời, nó đều đúng cả. Đây là cái mặt dưới của cái đuôi của con chim, do đó nó đã đậm rồi mà nó là mặt dưới nữa, do đó nó không tiếp nhận được ánh sáng của ánh nắng mặt trời, do đó nó đậm còn hơn là những cái phần khác nữa. Rồi, bây giờ chúng ta chọn lại. Nếu quý vị nào mà có theo dõi chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường, quý vị thấy là Nguyễn Đức Cường rất là hay vẽ những cái loài chim. Bức tranh ngày hôm nay có lẽ là bức tranh thứ ba hoặc là thứ tư chúng ta sử dụng những con chim là cái đề tài. Những cái chú chim đậu ở trên cành trong một cái khung cảnh mùa xuân hay mùa hạ nào đó đang ríu rít truyền ở trên cành, hoặc là đang chia những cái miếng mồi. Chúng ta thích nhìn thấy những cái khung cảnh đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ cái mắt của cái anh chàng chim thứ hai này. Tôi cũng vẽ giống như là hồi nãy, tức là cũng có một cái lông mi trên nó màu trắng như thế, cái lông mi dưới nó cũng màu trắng như thế, rồi có một tí highlight ở trong cái lồng đen, rồi đến cái lồng đen thật là đen. Đó.
vẽ cái definition cho cái mỏ. Bởi vì chúng ta mới vẽ cái miếng mồi, cái con giun. Đó, nó ở trong cái miệng của cái con chim thứ hai, có thế thôi. Thế là kể như là xong cái con trùng, cái con giun rồi. Mình tô bóng cho nó một tí. Rồi. Bây giờ chúng ta vẽ đến cái cây mà con chim thứ hai này nó đang đậu. Chúng ta cũng dùng cái technique giống y hồi nãy. Vẽ cái phần đậm trước. Vẽ mấy cái thân cây này chúng ta không nhất thiết là phải vẽ cái thân cây có lá. Vẽ thân cây khô cũng được. Không có sao cả. Hoặc là cây mà nửa khô mà nửa có lá cũng được. Nghĩa là một số những cái cành thì nó khô, còn một số những cái cành thì nó vẫn còn tươi, nó vẫn còn lá. Nếu quý vị nhớ là cái thân cây này nó là cái phụ, do chúng ta không có vẽ nhiều chi tiết vào cái thân cây này. Chúng ta chỉ vẽ đủ để cho người xem thấy rằng cái con chim nó có cái chỗ thân cây mà nó đậu lên thôi. Chứ còn chúng ta không có vẽ nhiều chi tiết, bởi vì nó là cái phụ. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái bút blender để mà chúng ta xóa đi những cái sketch hồi nãy, chẳng hạn như cái này. Hồi nãy chúng ta phác họa nó dư ra những cái nét này nét nọ, thì chúng ta xóa nó đi. Ở dưới cái cổ con chim thứ nhất này chúng ta cũng xóa đi một vài nét. Hồi nãy chúng ta vẽ cái chân nó dư ra, cái chỗ này chúng ta cũng có thể xóa đi được như thế này. Cành cây, những cái nét mà rườm rà như thế này chúng ta xóa đi. Khi mình xóa đi như vậy á, nó có thể nó bị mờ đi nhưng mà không sao cả. Bởi vì những cái phần chúng ta đang xóa toàn là những phần phụ không à. Do đó nó có mờ đi cũng là điều càng tốt, chứ không có một cái điều gì mà có hại cả. Lát nữa chúng ta sẽ vẽ chi tiết một tí vào cái chân này. Nó có những cái vảy. Chúng ta lấm chấm thêm một vài cái vảy nữa thôi là xong. Rồi, bây giờ chúng ta về cái bút airbrush để mà cho một vài cái lông nhạt màu ở trong bụng của con chim thứ hai cho nó giống với con chim thứ nhất một tí. Đó, những cái lông nhạt, lông trắng, một vài cái nó mọc lơ thơ như thế. Rồi chúng ta cho một vài cái vảy ở trên cái chân của con chim thứ hai này. Quý vị thấy mình đang vẽ cái chân bên phải của con chim thứ nhất, nó đang bấu vào cái thân cây. Rồi bây giờ còn cái gì nữa nào? Chỉ có chấm thêm một vài những cái sần sùi của cái cành cây. Những cái sần sùi này thì nó có nhiều nguyên do. Có thể là một cái cục u ở trên cái cành, có thể là do cái nấm
cái nấm cộng sinh nó mọc ở trên những cái cây cây khô, nó có thể là bất cứ cái điều gì, miễn là chúng ta cứ vẽ vào cho nó đẹp mắt là được rồi. Chúng ta cho cái mỏ của nó nhọn, nó thèn tí. Cái mỏ của cái anh chim này nó trông nó chưa có được nhọn lắm, nó dài và nó nhọn lắm, trông nó mới đẹp. Đó, thế là cái bức tranh mà chúng ta muốn vẽ cảnh hai con chim nó đang chiêm mồi với nhau trong một cái buổi chiều hay buổi sáng nào đó ở trong cái vườn nhà. Hai con chim chúng ta tạm gọi là chim vành khuyên. Khung cảnh nó rất là dễ thương, rất là thanh bình và tràn đầy tình yêu. Chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường đến đây xin được tạm ngưng. Nguyễn Đức Cường, Huỳnh Quốc Văn và VN Media Corporation xin được trân trọng gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong một chương trình lần sau.